Hello, xin chào tất cả các em. Chào mừng các em quay trở lại kênh H10 Store. Hôm nay xin giới thiệu với các em một bộ skin redeem nữa. Đấy, cái gì nè. Ở trong này thì có một vài nhân vật là vẫn giống cái bộ mà lần trước anh giới thiệu nhá, nhưng mà có một vài nhân vật khác đấy. Đây, ví dụ như này, đây là Titan Camera Titan TV Man đúng không? Đây, cho anh xem này. Có đúng Titan TV Man không? Nó màu vàng đây này. Đấy, chưa? Tất cả đều màu vàng nhá, từ quần áo rồi mặt TV rồi ca vát viết các thứ, tất cả đều màu vàng. Đây, cái gì này? Rồi nhá, đây là TV Titan TV Man nhá. Tiếp tục này, mình giới thiệu đến nhân vật tiếp theo. Ủa, gần như là giống với các nhân vật của bộ trước em ạ. Đây, gần như là giống các nhân vật của bộ trước. Đây, cái gì này? TV Man này cũng thế thôi, cũng mặc áo dài này, cũng mặt màn hình màu xanh và mặc vest dài, băng tô đấy. Rồi nhá, không giới thiệu nhiều. Nhân vật này không giới thiệu nhiều. Tiếp theo đến này. Rồi đây cũng thế, nhân vật này cũng thế. Nhân vật tiếp theo đây. Bóc luôn cho các em xem. Đấy, đây cũng là cameraman này. Dưới cũng là cái chỗ để nhìn hồng ngoại ban đêm này. Cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng mặc vest trong áo xanh, sơ mi xanh và có cà vạt đen. Để nuôi đây nhá, để trình bày nhìn cho nó đẹp. Rồi tiếp theo đây, nhân vật này thì về hình dạng đây, Soundman này, như lần trước anh nói đây, nhân vật Soundman này. Đấy, về hình dạng thì nó cũng giống như nhân vật Soundman lần trước, mỗi tội khác mỗi là cái áo này là áo màu tím này. Áo màu tím. Đấy, đàn ông này áo màu tím, xong bắt đầu áo màu hồng chứ quên, áo màu tím hồng. Đấy, và cà vạt màu đỏ này. Đấy, đây là loa này, loa cũng loa vuông này này. Ok nhá, bỏ đây. Tiếp theo đây, nhân vật skin mini này. Đấy, skin mini này có sự thay đổi này, màu sắc này. Có sự thay đổi màu sắc này. Đây, cho em nhìn này. Đấy, skin mini này, mặt cũng khác luôn với nhân vật kia nhá. Mặt cũng khác đấy, mỗi tội là nhìn về cái kiểu dáng thì giống này. Toilet thì màu xanh này. Toilet màu xanh lá cây này. Đấy. Tiếp theo nhá, để tạm đây. Tiếp theo đây. Đấy, như lần trước anh nói đấy, có bộ là nó sẽ bị hai cái nhân vật skin mini này. Nhưng cái bộ này thì là bản chất của bộ này thì nó là như thế. Nó có hai skin mini và một cái màu xanh này các em này. Một cái màu xanh và một cái màu trắng này nhá. Đấy, một màu xanh, một màu trắng này. Rồi, bỏ đây nhá. Đây. Nhân vật Victor Man đây. Nhiều bạn cũng nói là gì? Shibabulachi với cả Shibabulacha là cái gì đấy anh cũng không rõ lắm. Đấy, nhưng mà nhiều bạn nói là các cái nhân vật này nếu gọi tên chung là Shibabulachi hay Shibabulacha cái gì đấy. Đây là Spiderman nhá. Về cơ bản thì cũng giống nhân vật trước thôi. Nó cũng có loa ở ngực này. Ba loa ở trên đầu này. Và tay cầm rocket. Đấy. Đây. Nhân vật Spiderman này cũng giống đây, đây nhìn này. Đấy, cũng giống nhau đúng không? Nhưng mà màu sắc thì nó khác nhau. Đấy. Về màu sắc thì nó khác nhau. Đây anh cứ lên lại cho em xem. Đằng nào cũng vui rồi. Đấy, màu sắc khác nhau này. Áo màu trắng, cà vạt màu đỏ. Cái kia thì là áo màu hồng tím, cà vạt màu đỏ. Về cơ bản thì cũng giống nhau thôi các em ạ. Không có gì khác lắm. Đấy. Đấy, anh để bày ra đây cho em nhìn nhá. Thì cái bộ nhân vật này anh cũng đang bán trên kênh H2 Store nhá. Tất cả các cái sản phẩm về Skin BD Toynet này, bạn nào mà muốn mua thì lên kênh H2 Store của anh để mua nhá. Đấy, H2 Store anh bán cả ở trên Shopee này, TikTok này và Lazada này. Đấy, bạn nào quan tâm thì lên kênh đặt mua để chơi nhá. Rồi, xin chào tất cả các em.